không có ai biết hay giờ con cháu biết đông quá mà sao Tết không ai vô cúng hết trơn hả? Một ly nữa đi cho mấy ông thợ. Dạ hai ông bà đi rồi tôi cũng buồn, năm nay tôi hết cúng rồi. Con gần đây rồi với cái ông không con, vô cái gì đâu. Bởi vậy con lần qua đây cho mấy cậu uống để không để tan hả? Rồi mấy cậu uống để thả không nha. Đấy được rồi. Hai hôm tôi về đây là 13 năm. Có mình tôi không biết à. Mày làm gì mày không biết? Không biết. Ủa nhưng mà hai cái mộ này là hai cái ngôi mộ của ai hả cô? Của ba má ở ông ngoại cái ông làm. Dạ. Tưởng đâu không có con cháu đông không ai biết ai về cũng thấy con cháu đông quá trời đó thằng Sương. Tiên là Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì sáng nay các bạn thì giấc giờ cũng 8 giờ sáng các bạn. Thì hôm nay Tiên là Cà Lâm bạn thì cũng có đi theo với mấy anh em nè. Thì đang lấy hai cái ngôi mộ đó các bạn. Thì mấy cái ngôi mộ này thì cái mã bằng đất nha. Thì bây giờ rất là thì hôm nay Tiên là Cà Lâm sẽ quay cho các bạn xem. Thì đó thì giờ các bạn thấy là cũng rất là đông bà con đó bạn. Thì để đến để là xem để lấy cốt hai cái ngôi mộ nha. Không nghe vậy. Lấy cái mã này cún. Mẹ cái cây nha. Lâu chưa chú? Mấy mấy năm. 80 năm. 80 năm ha anh. Lâu dữ. Mã đất mà. Thì đó các bạn, thì kế một bên đó các bạn thì có một cái ngôi mộ mà của nó chú nói là cái mộ này nó cỡ 100 năm nha. Cái mộ là của nó tròn luôn nè. Nó rất là ngộ nè. Độc lạ luôn nha. Mà các bạn thấy là ở phía ở bên trong đó các bạn. Nước không rồi nha. Cái ngôi mộ rất là độc lạ luôn. Thì các bạn thấy là lấy hai cái ngôi mộ đó các bạn, thì cái ngôi mộ hai cái ngôi mộ bằng đất nha. Đi chơi mua cái hũ thôi vậy. Nãy mua mà. Mua rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để hai ông bà lão, bà lão gắn bó từ mười mấy năm nay, giờ ông bà đi rồi mấy cậu uống cà phê lấy lão nghe. Tôi tưởng nó không có ai biết hay giờ con cháu biết đông quá mà sao tết không ai vô cúng hết trơn cả. Một ly nữa đi cho mấy ông thợ. Dạ hai ông bà đi rồi tôi cũng buồn, năm nay tôi hết cúng rồi. Con gần đây rồi với cái ông không vô cái gì đâu. Bởi vậy con lần qua đây cho mấy cậu lấy nước để tan hả? Rồi mấy cậu uống để thả không nha. Đấy. Đấy được rồi. Hai hôm tôi về đây là 13 năm. Con mà tôi không biết à. Mày làm gì mày không biết? Không biết. Ủa nhưng mà hai cái mộ này là hai cái ngôi mộ của ai hả cô? Của ba má ở ông ngoại cái ông làm. Dạ. Tưởng đâu không có con cháu đông không ai biết ai về cũng thấy con cháu đông quá trời đó thằng Sơn mấy năm nay. Dạ. Này cũng ở đây ông lão bà lão này là gốc ở gốc ngoài này. Dạ. Ok phê đan. Dạ. Ủa đâu phải đi. Đi luôn rồi hả? Đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Đi luôn á. Đi luôn. 70 mấy 80 năm mà chắc em của em nghĩ chắc gã hết ha anh. Dạ. Gã hết ha. Hết định tí rồi. Ờ tại vì cái này lâu quá ha. Quá cổ lũ sĩ rồi. Ờ quá trời lâu rồi. Thường thường ta 30-40 rồi đường đỡ đỡ cái này nó 70. Ờ quá trời lâu rồi. Mã này là quá trời lâu là của đi luôn hả Duy Gầm? Gã hết. Ủa anh, nhưng mà ở bên đây em thấy có cái mã này cũ nó ngộ quá vậy ha. Ừ, cái kiểu như người Tàu. Ờ, rồi. Cũ nó trồng do nhưng mà làm sao nước nâu trong đây quá trời ha. Ừ, đây nghe cái mương cái bên kìa tí. Ờ, rồi. Mương cái bên. Nước nâu quá trời. Tại có nước vô nó khóa trơn à. Ừ. Vô nó khóa. Khô quá, trên khô quá. Nước còn rồi. Kể giờ chú nghe cái vụ mà nó 7 tuổi mà ba bợp cái cảnh đó. Ông Tây ông vừa đứng cái nắp hôm không? Nó chạy cái rét cái nè, nước trong vắt luôn, dòm cái nguyên cái bộ xương luôn. Gió vô hết. Ờ gió vô hồi đục ngầu. Cũng ghê á. Vậy là cái khoan nó còn xài nó quá anh. Sơm cái đó cái nó đi rồi anh lên dẹp cái khoan nữa ha. Tưởng rồi cái một cục của nó đó. Vậy là mấy anh em ơi. Uống cà phê đi quá anh ơi. Phê đi rồi đào tiếp. Đừng đi chậm. Đừng rửa tay với nước cái đó kìa, rửa tay kìa. À để đây nè. Lì nước cái chỗ. Hồi sắn đi, hồi sắn thì lụm mới lẹ. Rửa đây nè. Rửa đây nè. Đó thì mình cũng mới hỏi cái là mấy anh em ở đây đó quẹn thì nói là cái khu mộ này đó là cái ngôi mộ là của người qua nha, thì cách nay cũng cả trăm năm rồi không ai đợi đến để lấy cốt nha. Bỏ nước nôi nhập tùm lum ra. Quá trời sâu luôn. Bây giờ các bạn thấy là rất là đông. Cũng như là ở sớm các bạn thì người ta lại để người ta coi. Để lấy hai cái mồ này cách đây cũng khoảng là tầm nãy nghe mấy anh em nói là 70 mấy 80 năm. Vậy nè.
cái hồng về đấy. Nó một cái hồng về nó có sụp lọt lúc kia. Nhưng mà ngày xưa ông hồng dữ lắm nha mày. Mấy cậu nhỏ nay uống cậu hai đi nha. Bữa nay tôi chia tay hai ông lão. Con bài đến cho bà. Trời ơi, tao không có đi xa đâu. Tao vô đây mới có mấy chục mét. Không, nhưng mà trước mặt tao, tao vui. Còn đi xa mất rồi tao buồn. Mấy gì chạy tiếng nào rồi. Chạy của đám giận bệnh á. Ừ, chạy chính. Đi hết luôn. Thì bây giờ các bạn thì rất là đông bà con, các bạn thì ở trong cái xóm này các bạn thì đến để coi mấy anh em để lấy cái hai cái ngôi mộ mà nghe cũng nói là cái hai cái mộ này các bạn thì cũng rất là lâu rồi nha, bảy ngoái 80 năm. Giờ sáng người lụm đi bắt ai tới mẹ bắt ai khỏe lắm chứ là xuống dưới dục lụm cuốn. Bây giờ tự nhiên nó xuống bắn chừng 2 mét đó, bắn nhà lầu rồi. Nhà lầu kêu mở lầu mà ở đây là cái xóm này kêu nó mở lầu mà. Thì đó cái nền này nè, cái nền mộ này ha, là nó cao hơn đường khoảng nói là 4-5 tấc. Mà bây giờ tại vì cái lỗ mình càng ngày cũ mình càng nâng lên ha. Rồi đầu biết nó thấp nước không. Mã này là dữ nha. Mã này là chắc cũng bà con gì với chủ đất mình bệnh á, là con cháu ở Pháp hết trơn. Đâu ở một cái mộ bia bằng tiếng Pháp không, không có tiếng nào cũng gì. À. Thank you.
Đó thì giờ anh đem hai cái hũ này theo nè. Làm chơi nước thôi đó. Đây nè, đây nè. Bên đây nè. Đó rồi. Đây nè. Nhưng mà nó mục hết rồi. Còn xuống cái nó mềm mấy không? Có số là nó bọng chỗ này nè. Ừ. Để nằm chắc nè. Rồi đi đầu xuống đây là móc khăn hết vô. Móc khăn hết. Cái nó không nằm bên đây, giờ nó chạy bên này. Đây không có nè. Đây nè. Này nó mục hết rồi. Mục hết chưa? Biết bao nhiêu năm mà. Lấy. Không còn cây luôn á. Thôi nghe. Nó té luôn. Là 70 mấy 80 năm. Ba tấc nữa. Nó lên nữa. Nó lên nó tới mà một lát hết rồi. Nè, tới đây nè. Kim biết liền á, hay á. Cứng à. Nó tới nè. Tới chân luôn rồi đó. Xuống điểm á. Ừ, đó. Tới đây là động chân là đại chút chút mà vẫn lên. Nó lên lên nửa cái bên đây. Chứ hết hết cây rồi. Không còn cây nữa. Rồi lên chỗ này. Năm nó nóng không lên sao? Rồi. Mình biết cái vị trí đó mình mò được mới xương rồi không thôi à. Cái cây rồi hết à. Không còn có xương, không còn. Cây không còn mục hết à. Nằm chịch quanh đây à. Rồi chịch chứ đâu có nằm. Đi ra đưa về nè. Hốt lên được hũ vàng cũng đã. Châu hồi xưa là trong châu à. Dạ. Hồi xưa chôn là một thước đất chứ một thước mấy chứ không có dụng rồi. Ba tấc đất. Trang này mấy ba tấc chứ hồi xưa là một thước, thước mấy rồi. Sợ cái ai mà nó xịn thôi á. Tấc mấy là tới rồi. Nó tới rồi. Xương hai hấp dọn, xương lớn dọn, xương nhỏ đâu cũng còn. Xương này chắc tỷ lệ không còn 80-90%. Có. Nghe
đen kìa, lịch sớm rồi đó. Nó tới sơ cây đó, tôi mới dịch coi tới rồi. Những loạn hết trơn. Thì người ta cũng chuẩn bị sẵn các bạn là hai cái hũ này. Khi mà còn xương thì sẽ bỏ vô đây. Không có xương có vàng được không? Xưa thì cày cá chứ xưa vàng rẻ mà. Giờ lại bữa mua có máy gà vàng không mình? Ừ, để vô gà vàng đi. Bố chảnh rửa cho con còn cái bố. Không độ sẽ kiếm được 2 miếng xương cũng được. Miếng xương là nằm khúc ngay cái giò, có ngay chỗ cái len nữa có xương ống giò. Nó nằm đâu ở đây hả? Không biết cái đầu nằm đâu nữa. Xưa trên. Vừa để giấy kiếm ông 2 miếng xương thôi. Ông Vinh Thiên cũng độ cho 2 miếng xương rồi. Đây bà mà. Ừ, bà. Thì bà với ông người giấy. Bà ông mà ông với bà có người nào 2 miếng xương được rồi. À. Cho lên thấy không? Ừ, cho. 2 miếng là quý. Rồi. Còn miếng không còn là mình móc cái miếng đất luôn ha chú. Đúng rồi, mình lấy được. Tới giờ. Bên đó có không anh? Đụng nắp rồi phải không? Bên đó nắp còn hả? Miếng nắp gì mà cho mà. Có rồi, miếng nắp cho. Thì nắp cho nó còn mấy gì. Đó. Đó tới rồi đó tới rồi. Ủa đây chưa có ta. Ủa vậy. Vậy hồi xưa là người ta ấy cho ha chứ. Không mà nói cho cháu rồi đó. À. Ôi đây sống lên cái nhẹ hiệu. Ừ. Bên đây rồi sao. Bên, bên đây rồi nó rã rồi. Bên đây trong trước 2 năm. Bên đây nè. Rồi bả là năm 1950. Mày bằng cái nắp rồi chú ơi. Hả? Bằng nắp luôn. Cái nắp thì một. Giờ còn được cho là ha. Để tôi đang kiếm cho chú. Có gì lụm đi. Tài quá, để giờ mình tự lấy từ vô đây đi. Đó, này, đó. Ừ. Bên bên ông còn cái giọng nữa. Ừ. Bên ông 2 năm. Bà đang sáng sau lớp len xuống làm mất trước hả? Làm mất trước 2 năm. Thì bên đó đó. Đây. Đó, rồi đó. Cái đó tới rồi. Đấy, nắp rồi đó. Cây mũi một vậy sao 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 sao. Giờ đào lấy nửa cục bên đây, một cục bên đây lấy cho nó rộng ra. Lấy hầm đào sâu xuống rồi tới. Thì bây giờ đó các bạn, thì bà con ở ở sớm đó bạn. Thì lợi để là xe coi các bạn móc 2 cái ngộ nha. 79, 80 năm nè. Thì bây giờ đào cũng gần tới nha. Đào một lớp nữa là tới nha. Cô nhé. Ờ không được không. Nhé. Không. Đó đâu uống cà phê đâu. Cho bạn thấy là rất là đông bà con đến để xem. Cái đái mà nó biểu luôn. Nhưng mà lâu rồi. Nhưng mà giá bởi kiếm được gần 2 cục xương cũng được. Dạ, con gắng kiếm. Ừ. Lấy gì quá. Em trai cả. Lấy gì quá. 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 Lấy
con đi kiếm nữa cho chú. Cái đó là bên bên ông. Để coi ổng có linh thiêng này ổng cho kiếm 20 xương. Cho không ha? Cho tiêu. Có em muốn bia mà. Lát nữa sẵn có một dao đó phát đám cỏ này cho chị Hui với lại lắp bỏ bùn xuống cho mộ của chị sạch một chút. Để bỏ vậy chị giờ chị ở mình thì buồn. Ờ dẹp ra cho nó sạch với lại có con dao đó. Con dao vào cái kiếm đó. Cái này chôn bao nhiêu năm hả con? Ba mấy bốn chục năm. Cái mẫu này mới năm 1990 à. Còn cái bên đây của nó lạ quá trời. Cái này là lâu đời lắm rồi, cả trăm năm rồi. Trăm năm. Còn mộ trong vườn nhà tôi là 160 mấy năm. Dạ. Rồi đó sáng bớt rồi cái lát nó vét đất xuống. Đang mò cô ơi. Hai chú cưng nữa không có thôi đúng không là anh. Mình canh ngay cái giò đó ngay chỗ này này chỗ bắt cái chỗ có cái chuyện không rồi vậy mình canh cái người nằm đó phải không xin hắn cái còn thôi không có không có thì lộn miếng gì đó miếng cây dâm mới giao cho giò thôi rồi rồi lát lỗ cái miếng cây đó kìa tôi lên chút rồi bán này chị chừa lại nó lên bán nó lên chị nó sợ bán rồi đi cố thì mấy cái ngôi mộ này đó bạn thì cũng rất là lâu rồi. Nên là bây giờ cũng không còn một cái miếng xương nữa à. Xương gã hết rồi. Cây mà nó gã ra luôn mà. Cây này cho vô ổn dùng cái nữa không ấy. Nè. Thì bây giờ các bạn thì khi mò cái ngôi mộ ở bên đây á mà giờ không còn cái miếng xương nữa hết nha. Nên là giờ ở trong gia đình và mấy anh em của đi lấy cốt bạn thì lấy một cái miếng cây để thay thế miếng xương là bỏ vô trong cái hũ. Cầm nó giống xương vậy. Xương. Thôi có xương rồi, có được miếng. Nè, xương ống nè. Có anh ơi. Có nè. Có được một miếng cũng nhỏ. Còn miếng sống được thì hơn. Xương. Cái miếng rồi. Ôi còn mà. Cái đầu nằm đây không ơi. Cái đầu cái sọ đó. Đúng rồi. Con sợ. Ráng để ý coi cái bên nào của ông rộng ba ngang đường đen rồi đó chưa đúng. Ghi nhưng mà lúc mình lấy đây nè mình để vô nè. Cậu hơn cậu lớn đầu đàn cậu đứng cậu chỉ huy đi. Coi cái nào của ông thì rửa sạch rồi cậu để vô cái của ông. Thao rổ gì kia lắm kìa có
cái nước mà gọi là nước tẩy đó. Ôi còn, còn cũng nhiều. Còn được miếng. Gáo nè. Giờ vậy là có rồi mình. Đó là cái đó của ông đó nha. Đó là cũng có miếng này. Người bự chà bá mà bây giờ còn bao nhiêu nữa. Đó vậy. Có nhiều đó quý rồi. Không có cái nhà. Rồi bỏ đại vô luôn đi. Bỏ vô luôn nha. Rồi bỏ hết vô luôn đi. Lấy cái gạo rồi đậu lấy không? Rồi đưa 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 cái gạo đi quốc anh ơi. Đủ mà. Đủ. Mẹ cái gạo cứ dạo. Lấy này xíu được. Lấy này xíu. Rồi rồi. Rồi rồi. Xong xong rồi đúng. Rồi rồi. Cái nhỏ xíu á, đèn khúc hả? Rồi giúp cho bà ha. Không có để vậy được. Đúng rồi, đập bia luôn á. Thì bây giờ các bạn thì cái bên đó là mình cùng anh em cũng đã lấy rồi nha, là cái ngôi mộ của một cụ ông. Thì lấy lên thì chỉ còn có mấy miếng sọ thôi. Giờ bên em lắp lại nè. Rồi để lát lại đánh lao sơ rồi. Đủ à. Để thế rồi nó sọ rồi ở rồi chỗ đi thế. Sọ vô thế nè. Cho sáng ngày hiệu rồi. Dùng xuống xuống đấy giờ ben bự nãy á cái bự á cái bự do cầm tay mới được cái bự sáng bự bự sáng không dầm lên để mình lắp mình lấy xương rồi là ra chứ đâu rồi lấy nắp lên cự tắt tới ra ha đưa cho ben nhỏ anh cường để chúng ta để xài luôn để xài luôn anh hỏi mà cái này ôi cái nắp nó bị mèo luôn. Mèo à. Mèo luôn. Cái gì dạ. Đó. Trời ơi sáng nhẹ nó bẻ hết trơn kìa. Nó bị cây cây này cái tốt lắm còn. Tốt quá. Qua bên kia luôn. Cái trò đắp luôn. Đắp luôn rồi, thấy còn xui quá hả? Còn. Bên xui còn cái gáo cũng đỡ hả? Cái gáo không hay cái. Bên đây còn à. Tên tí. Ờ. Cái gáo của mình nó cứng. Trời, vợ con má. Đắp luôn rồi. Đắp luôn à. Máng nè. Đâu, cho tôi mượn cái máng đừng xem rồi con. Cái máng nữa. Tôi coi cho mượn cái máng. Rồi mo lụm xương. Rồi lụm đây với lụm đây. Cái phần dây là luôn chị ơi. Cũng dài không? Tưởng ấy trời ơi con ghê con hai cái xương đó là xương. Hai cái đó là hai cái xương giò ha. Hai xương giò đủ ốc được dài thon vậy. Đâu có mình đập nó ra cái nắp còn đúng rồi tí hay dữ tại vì đi làm ngày qua đi quay rồi đập nó ra anh tí hay dữ vậy anh chú kia không biết sao bỏ vô hả ừ cần để nguyên mình đập nó ra nói đắp lỡ thầy thấy mà ừ đắp lên đó thấy rồi đưa ra bên đây còn nhiều ha. Lắm đây nắp còn dạ. Giờ đó. Ở còn hàng luôn nữa hả? Để dưới chân tường. Ôi còn nhiều. Út ơi. Rồi với Lâm với mới luôn. Đó mấy bao giờ xương rồi. Dài dài vậy ha. Còn nguyên chứ.
giờ mò lấy cái đầu nữa rồi đó. Quá trời ống luôn trời. Đó còn nguyên nữa đó. Tay giò còn hết. Ông xương chắc là đàn bà. Ở đây còn nắp. Còn không? Còn nhất là nắp. Ở đây cái nắp còn mà. Xương được còn. Đây còn một cái rồi, đây một hết rồi. Con có vàng không nha mấy ông? Con coi thấy có vàng không cường? Vàng có là mấy ông đó. Có là mấy ông lấy ra lấy sợ. Cái đầu bỏ vô họng. Mò kỹ anh em ơi, coi chừng có vàng. Đó là cái sọ rồi á. Cái nắp nó một vậy. Vàng là thường người ta bỏ vô họng ha chú. Bỏ vô họng. Ừ. Bỏ miệng vô bỏ họng. Đừng ngay hàm răng vàng. Đấy, mấy năm rồi không nắp bọn vậy là đó nên khiên biết không biết khiên nổi không á. Trời ơi cái sọ còn nguyên kìa. Sọ bự quá ha. Bị bên đây nó còn cái nắp. Nó lớn còn. Đó, ống giò bướm tay còn dày sọc á. Chứ ống giò dày sọc á. Để hẳn cái này nè. Xin miếng nước sạch rồi lấy cái đầu rồi không cần lấy hết ra nó đâu còn lấy hàng còn luôn mà vậy mà đào sớm giờ nó không có không tới trời. Còn như vậy là quý lúc rồi. Tôi tính nãy bên đây chính nó lấy cho rồi đó. Cái hồi đem ống lên rửa. Sợ đậu không? Đó. Sợ đậu không? Đấy. Xưa thằng bà chết trước mà chôn trước mà còn nhiều biểu tượng đang ảnh. Tại vì bên đây nó còn nguyên cái nắp hòm. Còn. Ừ, con kia nắp hòm giả. Dạ. Cái mát này làm. Chỉ cần chút ly nước ở đây là cái xương của người đàn bà. Còn được nhiêu đây? Quốc anh hãy đôi dép lên giùm ơi. Cái này về gần căng để ngủ vừa ta chạm cho làng phải không? Giờ chứ gì chảnh sẽ nằm ngủ tới sáng đi luôn. Bữa sao kỳ vậy? Anh Thơm được con mắt cái chân mày. Rồi giờ chị ở mình hả? Chị ở mình. Anh Thơm mất hồi năm 2013 tới giờ. Anh Thơm nấp rồi đã có cô có nghe. Chị Yến với bác hai chết 4 năm 2019 đó. Rồi chị ở với mình hả? Chị ở mình. Vậy là chị Yến chết luôn. Chị Yến chết chung được nhà bác hai. Ê bữa nào xuống nha. Hả? Bữa nào xuống nha. Bây giờ. Thì bây giờ các bạn thì giờ mấy anh em rửa cái bộ xương của người phụ nữ nha. Mày bà bắt để vô đây.
Bấm rửa lại nhà tao đặng có gùm nhà trước á. Vô nhà của chú á, ngay chỗ cái cua á. Ừ. Nãy mới mới ủa cái này ra xong mới chưa nổi nó lắc lại chú à. Ra xong tắm mới cần ơi. Đi đó ra xong được không? Dạ, con cái đường thẳng là xuống sông. Ừ đi thẳng xong kìa Cường. Tắm đi cho khỏe. Giờ mấy em mấy bạn thì chế mấy cái cồn đó, đặng đi vô đặng rửa xương cho sạch. Giờ mấy cái xương ống đó được, mấy kia bỏ đi. Bỏ hết khẩu không ta? Dạ hết. Dạ mấy xương ống rồi. Hai xương ống nó dài đó mình dùng. Của mẹ em nó thiêu hái xương chút chút không à. Của mẹ thì xương trái rồi. Cái này bởi mấy đem xay. Đúng rồi. Bây giờ á thiêu là nó xay nó đập nhuyễn ra luôn. À. Nhuyễn ra nó bỏ vô cái bào đỏ luôn á. Bây giờ nó bỏ vô máy xay luôn. Dạ dạ đúng rồi. Chứ nó không có để như vậy. Rồi cô ấy bỏ vô nó xay xương bự rồi nó bỏ vô nó xay. Cột này nhanh đi. Rồi từ. Rồi dẹp đi. Rồi rồi không. Ok, sạch sẽ rồi đó. Làm mấy nó cái muối dần nhẹ cái bỏ đi. Cái gì? Trời. Cứng. Bẻ xương mà kêu cái gắt. Cứng ghê. Cứng không. Giờ người biết phải cao quá. Cao bự quá. Cái đó chắc không nổi quá gì. Thì mai các bạn đã theo sớm bạn thì tí là cả năm bạn thì cũng quay cho bạn xem thì lấy hai cái ngôi mộ đó các bạn thì ngôi mộ là 80 năm nha và một ngôi mộ 79 năm thì lấy hai ngôi mộ giờ hai cái bạn thì cũng còn chú đỉnh xương bạn thì lấy giờ cũng đã xong rồi rồi đó các bạn. Thôi giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm bạn. Hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ, một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.